xin chào các bạn nha. Thì bây giờ mình đang ở ngoài ruộng nha. Thời tiết rất là mát mẻ luôn. Bây giờ là 4 giờ chiều. Mình và con mình đang đi ra ngoài ruộng là ông ngoại trồng cà dược nha, với lại là bắp nha, bắp ăn nha mọi người. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây, xin chào mọi người. Đây là cây cà dược nha mọi người. Cây này là để trồng, để dùng để trưng nha. Trái của nó chín đỏ thì dùng để trưng vào ngày Tết nha mọi người. Đây, đây cho mọi người xem cái trái cà dược nha. Đây, trái của nó đây. Còn non thì nó sẽ màu xanh nha. Khi chín lên nó sẽ có màu vàng hoặc là màu đỏ, rất là đẹp luôn. Đây, trái cà dược nha mọi người. Thì Tết cái này, Tết mình sẽ thu hoạch nha. Còn phía đó là bắp nha, bắp ăn, bắp nấu nha, bắp thường của mình nha, để dành nấu ăn nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi lại cánh đồng. Khúc đẳng thì cha mình trồng dưa hấu nha, trồng thêm dưa hấu. Còn phía bên kia là mía, mía gốc 16 nha, mía dùng để chúng ta ép nước mía uống đó nha mọi người. Đây cha mình đang bỏ thuốc cho bắp nó đừng có bị sâu nha mọi người. Đây mình sẽ đi lại đẳng quay cho mọi người xem nha. Có mấy cái cây này nằm như nó bị sâu hay gì, nó bị quéo đọt hết trơn. Đây được 3 trái luôn. Chùm này ra 3 trái quá trời đẹp, quá trời bự luôn. Wow, 3 trái cạ luôn. Sao con đòi nó đó coi nữa đó hả? Mày coi trái đó đó hả? Thôi đi lại ông ngoại nghe. Đây, bắp. Bắp. Sao con chỉ lại đó đó hả? Đi lại đó hả? Đi lại đó coi hay gì? Đây, thằng chó con nó đòi lại coi cái trái cà nha mọi người. Ôi gai đắm, gai. Rất là nhiều gai luôn nha. Cây này rất là nhiều gai luôn đó, đâm rất là đau luôn. Đây, trái cà. Trái cà dược đắm đó gai. Gai đó con. Đây. Ừ gai không á. Chỉ trái nữa nè. Gai á, đau, đâm đau lắm nghe. Ừ đau con, sợ không? Đây, tên tên xin chào, hello hello. Đau quá, cái gai đâm đau lắm á con. Ở quê là mát mẻ luôn nha mọi người ơi, rất là mát luôn, khí hậu rất là thoải mái luôn. Mình rất là thích cảnh ở quê nha. Ai thích ở cảnh ở quê giống mình không nè? Ý, té đó, còn chừng té nha con. Người dân quê rất là hiền hòa và chất phác. Đây. Ồ, chừng té. Chừng té nghe. Ôm cổ mẹ đi, ôm cổ mẹ cộng lại ông ngoại nghe. Ôm cổ nha. Đi lại ông ngoại nghe. Ông ngoại đâu mất tiêu rồi. Xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp cả nhà ở các cái video sau của mình nha. Bye bye đi con. Bye bye. 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 Bye bye.